Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Ngày hôm nay thì Mua Bán Xe Cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn những tin những chiếc xe hiện đang giao bán tại Ô Tô Hòa Bình, địa chỉ 112 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm những chiếc xe nào trên đây thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình hoặc có thể là truy cập vào web otoxehoi.com để xem chi tiết đầy đủ những chiếc xe hiện đang giao bán. Và ngay đầu tiên đây thì em sẽ không để mất thời gian anh chị và các bạn nữa. Đó là một chiếc xe Toyota Camry bản 3.5Q sản xuất 2008, giá hiện đang giao bán với mức giá là 450 triệu, xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình hoặc comment bên dưới, em sẽ gửi chi tiết đầy đủ về chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo ạ. Và ngay bên cạnh đây thì đó là phiên một chiếc xe 7 chỗ máy dầu của Santa Fe, đó là chiếc Santa Fe 2009 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, giá hiện đang giao bán với mức giá là 515 triệu phiên bản MLX. Chủ xe lên một số đồ chơi như là cam hành trình, rồi là camera lùi, rồi là màn hình Android, có trang bị sấy ghế cùng rất nhiều các tính năng khác. Và bên trong đây thì em có một chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo sản xuất là 2018, giá hiện đang giao bán với mức giá là 845 triệu phiên bản 1.6 turbo, được chủ xe lên một số đồ chơi như là cam lề, rất nhiều các tính năng an toàn khác như trên xe như là phanh thay điện tử auto hold, rồi chống trơn trượt, rồi hành ngang dốc, rất nhiều các tính năng. Chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ trực tiếp online. Xe thì showroom có hỗ trợ nên đến 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn có nhu cầu mua trả góp. Đấy, để biết rõ chi tiết thì hãy liên hệ, em sẽ gửi đầy đủ qua Zalo, Facebook anh chị và các bạn đang cần. Và ngay bên trong đây thì em có một chiếc xe Toyota JGL. Chiếc xe thì sản xuất là 2004, giá đang giao bán mức giá 205 triệu thôi ạ. Xe rất đẹp ạ. Các chi tiết của chiếc xe hoạt động còn rất là hoàn hảo ạ. Đăng ký biển Hà Nội, mua về sẽ không lo mất 20 triệu tiền biển. Và ngay bên cạnh nó thì em có một chiếc xe siêu lướt 7 chỗ của Hyundai, đó chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 máy dầu sản xuất 2019, giá đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 120 triệu. Đấy, xe có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen, trang bị thì một số chi tiết còn chưa hết ni lông của anh chị nhé. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết đầy đủ thông tin về chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo và đưa ra quyết định. Và ngay bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Mercedes C300 AMG sản xuất 2011, giá đang giao bán với mức giá là 580 triệu. Xe có ngoại thất màu bạc, nội thất ghế da màu đen, chủ xe rất tự nhiên, các chi tiết của chiếc xe còn rất là đẹp, đèn thì đèn bi kết hợp với giải đèn led nốt Continental. Đấy, các chi tiết còn rất đẹp anh chị nhé. Đang kiểm rồi là phí đồng bộ đến tháng 10 2021. Và ngay bên trong đây thì em có một chiếc xe Polo phiên bản 1.6 turbo sản xuất là 2016 nhập khẩu, xe đi 14.000 km, giá đang giao bán mức giá là 525 triệu, xe rất đẹp nhé. Đấy, đăng ký biển tỉnh. Và ngay bên dưới đây thì em có một chiếc Toyota Vios. Đấy, chiếc xe rất đẹp ạ, phiên bản 1.5e số tự động, giá hiện đang giao bán mức giá là 450 triệu, sản xuất 2017, xe có màu vàng chanh, nội thất ghế da màu kem. Đấy, các chi tiết để chị và bạn có thể tham khảo qua. Và xuống dưới đây thì em có một chiếc Toyota Camry nữa, phiên bản này là phiên bản nhập khẩu LE. Đấy, sản xuất thì mới, do nó chiếc xe đó mới về em chưa cập nhật được đầy đủ thông tin, em sẽ gửi chi tiết cho anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.
hoặc anh chị và các bạn có thể liên hệ, em sẽ gửi đầy đủ thông tin chị các bạn cần. Ngay bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Hyundai Elantra. Chiếc xe này đã bốc biển mới để chuẩn bị giao đến khách hàng anh chị nhé. Đấy. Đấy, trong cùng đây thì đó là một chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 turbo. Chiếc xe thì sản xuất 2015, giá hiện đang giao bán với mức giá là 465 triệu. Và vừa rồi thì em cập nhật sơ qua tất cả những mẫu xe hiện đang giao bán tại ô tô Hòa Bình, địa chỉ 112 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm những chiếc xe nào trên đây, hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình hoặc truy cập vào web otoxe.com để xem chi tiết đầy đủ thông tin những chiếc xe hiện đang giao bán tại ô tô Hòa Bình. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất ạ.